CGA xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà ví dụ như ta sẽ tạo một cái cuốn sách đơn giản như thế này. Ở đây mình có cuốn sách đi upload. Rồi sau đó chúng ta sẽ import cuốn sách này qua bên ZBrush để các bạn có cái texture ở đây các bạn trên cơ sở đó các bạn vẽ lại nó dễ hơn là các bạn nhìn hình. Thì ở đây các bạn đã thấy là mình có sẵn một cuốn sách rồi, thì mình sẽ làm nhanh lại cái cách làm thì rất là đơn giản. Đầu tiên ví dụ như mình sẽ ẩn cuốn sách này đi. Đầu tiên mình sẽ mở vào bốn vùng nhìn và mình chọn cái vùng nhìn front view. Sau đó là mình import cái image blend vào, thì mình dẫn tới cái đường dẫn và mình import cái image blend vào. Thì tốt nhất là các bạn nên soạn lại cái file của mình, cái tên nó đơn giản thôi, cái file texture này nè, tên đơn giản và là lưu nó ở đuôi tag ra 24 bit thì Maya nó hiểu tốt hơn. Sau đó các bạn chọn như thế này và các bạn qua bên cái channel box này, các bạn cho nó lùi về sau một chút. Ở đây mình cho nó Z là -3 để nó lùi về sau một chút, nó không có nằm giữa ngay cái tâm góc tọa độ. Xong sau đó mình sẽ dùng cái tạo cái cube ở đây, hoặc các bạn vào grid polygon cube ở đây. Rồi sau đó các bạn keo nó lên như thế này. Rồi các bạn cố gắng keo cho nó khít cái hình thôi, rất là đơn giản. Rồi mình sẽ chuyển về bên BFT mình xem cái độ dày. Ok thì mình cứ tạm thời mình lấy độ dày như thế này. Xong sau đó các bạn vào Window Rendering Hyperset để mình mở cái bảng vật liệu lên. Và các bạn lấy cái vật liệu phông ở đây, các bạn tạo ra một cục phông mới. Các bạn kích vào nó. Rồi ở đây cái tab Color, cái icon này để dẫn cái texture vào. Rồi các bạn vào File, kích vào folder một lần nữa. Rồi các bạn dẫn đến cái tấm texture diablo ở đây. Thì lúc nãy thì mình đã nói là mình sẽ lưu lại là file tag ra, rồi lưu cái texture này chúng ta là tag ra thì nó dễ hơn. Thì sau đó các bạn sẽ có được như này và các bạn chọn đến vật liệu, các bạn kích chuột giữa, các bạn rắc, các bạn thả vào vật thể chúng ta một cách, hoặc là các bạn chọn vào vật thể và các bạn để cái chuột của mình nó trên cái cục vật liệu và các bạn kích chuột phải, các bạn assign to selection ở đây thì nó sẽ gắn vật liệu chúng ta kèm theo cái hình ảnh vào trong cái vật thể chúng ta. Thì lúc này mặc định cái cube này nó đang được chụp UV ở đây, các bạn thấy, các bạn tắt mở cái hình icon mặt người này đi để thấy được cái texture. Các bạn thấy là nó chụp UV như vậy thì nó đang là bị giãn, nó không đúng thì chúng ta phải chụp lại. Thì chụp lại, chụp UV trong Maya thì đơn giản là các bạn chọn face hoặc là kích phải face hoặc là F11, các bạn chọn như thế này. Mình sẽ chọn hai mặt trước sau vì trước sau nó dúng. Sau đó các bạn vào grid UV ở đây, Lana Mapping, các bạn mở cái option này lên. Thì cái này nó cũng tương tự như các bạn đi chụp hình, hoặc là các bạn có hiểu nó theo như cái nghĩa là chụp chụp X quang hay chụp hình gì đó. Thì các bạn cứ hiểu là cái mặt này thì mình sẽ chụp thẳng theo cái trục này, thì cái trục này là trục Z, thì các bạn kích vào đây apply. Đó thì sau này khi mà mình chụp ra như vậy thì các bạn đã thấy là cái texture nó bung đúng cuốn sách ra rất là đẹp như thế này. Rồi mình giải quyết thêm hai cái phần ở trên dưới ở đây bằng cách tương tự. Trên dưới này thì mình sẽ chụp với trục Y và trái phải mình sẽ chụp với trục X. Rồi tương tự ở đây các bạn chọn Y và chọn X thì các bạn sẽ có được. Rồi ở đây mình sẽ làm ví dụ nhanh cho cái phần này. Rồi mình sẽ delete cái sách đó đi và mình mở lại cái file và sách mình đã làm rồi. Thì các bạn thấy lúc này mình đang dọn mình đã chỉnh sửa UV nó đó, mình chỉnh sửa lại cho nó như thế này. Tại vì ở đây thì những cái phần này không quan trọng, mình chủ yếu là mình để lại mình nhìn thấy được thôi. Chủ yếu là mình đang lấy cái phần mặt trước và sau như thế này để mình qua bên ZBrush mình vẽ. Rồi tiếp theo các bạn chọn vật thể với cái dạng là Object Mode ở đây, hoặc là F8 ở đây, hoặc là chuột phải giữ, các bạn kích chuột phải và các bạn giữ thì nó sẽ bung cái bảng nhanh này ra. Rồi các bạn chọn vật thể, file các bạn chọn Export Selection. Thì ở đây mình sẽ chọn đuôi OBJ để mình xuất qua bên ZBrush nó hiểu. Ok ở đây các bạn có thể là tắt cái material đi. Rồi nếu như mà máy các bạn mà mở ra mà không thấy, mình sổ ra không thấy đuôi OBJ á, dưới này á, thì các bạn vào Window Setting Reference Plugin Manager ở đây. Các bạn nhìn qua bên này các bạn thấy OBJ export ở đây. Đó. Rồi các bạn check vô hai cái này thì lần sau các bạn mở máy lên nó sẽ có. Rồi.
Rồi mình chuyển qua bên ZBrush, các bạn muốn import một cái vật thể bên ngoài vào trong nó thì các bạn chọn đến dưới tool và import ở đây. Rồi mình sẽ dẫn vào rồi Diablo Book Scene. Ở đây mình sẽ, rồi các bạn kích và rắc ra như vậy thì mình sẽ có được cái khối, nhưng mà các bạn nhớ là kích rắc xong rồi các bạn nhấn edit liền. Rồi ở đây thì các bạn thấy là nó chưa có texture. Thì mình sẽ chọn cái vật liệu là skin shader trắng như thế này để lát hồi mình load cái texture của mình vô nó sẽ dễ nhìn hơn là các cái màu khác. Rồi tương tự mình cũng phải import texture và các bạn chọn texture import ở đây. Rồi mình sẽ dẫn đến cái image open. Rồi trong ZBrush thì nó lại không thích file tag ga thì phải. Rồi các bạn chọn file png. Rồi texture các bạn thấy ở đây đó, các bạn kích vào nó một cái. Rồi xong sau đó các bạn qua bên phải bên này, bên subpalette bên này, các bạn mở texture map ra, các bạn kích vào cái khung vuông màu trắng ở đây, màu xám ở đây, các bạn chọn đến cái file texture của chúng ta. Thì thông thường khi mà mình đưa cái hình vào ZBrush thì nó hay bị lật ngược ở cái trục dọc, chiều dọc, thì các bạn phải lật nó lại bằng cách là các bạn chọn đến cái hình ở đây. Các bạn vào texture, các bạn đang chọn hình và các bạn chọn vào flip h thì nó sẽ lật. Các bạn chọn flip v, sorry. Rồi. Rồi thì ở đây mình sẽ load lại cái hình. Đó, như thế này thì lúc này mình sẽ lấy cái hình ngược. Khi mà các bạn đưa texture vào trong Photoshop, trong ZBrush thì nó sẽ lật ngược cái texture của mình lại, và các bạn phải làm cái động tác là lật ngược nó lại thì nó mới đúng với cái chiều chúng ta. Đó thì lúc này các bạn thấy là cái texture chúng ta nó nằm trên cái khối như thế này, chúng ta vẽ rất là dễ. Đó, ví dụ đây các bạn để ít để mở đối xứng lên chẳng hạn. Rồi thì ở đây là do nó chưa có lưới nên là khi tôi để ít thì các bạn không thấy chuột trong đây, chỉ thấy ở đây. Tại vì rồi khi các bạn mà muốn check cái khối không thì các bạn bỏ tắt cái chữ texture on này đi thì nó sẽ tắt texture bên này. Và các bạn thấy là chúng này chúng ta chưa có lưới thì chúng ta sẽ chia thêm lưới bằng cách là vào các bạn divide nó. Thì nhớ khi divide này thì các bạn tắt smooth đi, tại vì mình đang cần cái khối hợp cứng như vậy. Thì các bạn divide 1 2 3, ở đây thì chắc là 8 9 lần gì đó. Rồi các bạn tắt mở polyf để mình thấy được cái lưới mới. Có thể là mình chia thêm một lần nữa. Rồi rồi các bạn xuống lại texture map và các bạn mở texture on lên. Rồi đó thì lúc này các bạn thấy là tôi để đối xứng và hai con chuột trái phải nó đã xuất hiện. Rồi lúc này thì các bạn dùng cọ, các bạn có thể chuyển cái layout, những cái cọ thông dụng ở trên này bằng cách là các bạn kích vào cái đổi layout ở đây. Đó. Rồi ở đây nó sẽ, các bạn kích hai lần thì nó sẽ đến cái layout là những cái cọ hay dùng. Thì ví dụ như đây nó có cái cọ đâm tanda cho chúng ta khắc cái nét phác thảo đầu tiên. Rồi các bạn giảm nhỏ cọ lại. Rồi đó, các bạn vẽ như vậy để mình có được cái đường giới hạn của cái sừng chẳng hạn. Xong sau đó các bạn dùng clay, các bạn mở lớn lên một chút. Và ví dụ ở đây các bạn thấy là cái đầu sừng nó nhỏ đến cái thân sừng nó to, thì cái cọ của mình phải là đầu nhỏ thân to. Thì để làm việc đó thì các bạn vào brush, các bạn vào brush và mình sẽ mở qua bên này cho nó sạch, các bạn dễ thấy. Các bạn vào tab led bezel ở đây, các bạn tắt cái global setting đi và các bạn dùng kích vào cái size, các bạn edit cái hình cái curve này ở đây để mình có được, các bạn cho nó cong như thế này thì mình có được là khi mà mình khi mình vẽ nhẹ thì cái đầu cọ của mình nó sẽ nhỏ, và khi các bạn nhấn mạnh xuống thì nó sẽ bung lớn lên như các bạn thấy đây. Rồi thì tôi lơ nhẹ ra thì nó sẽ đó. Thì cái này nó cho phép các bạn khắc trên cái nó có sẵn cái texture cho này thì mình sẽ khắc theo như vậy, giống như là mình đồ lại cái hình, nó rất là dễ, rất là nhanh so với là việc mình phải mở cái design một bên, hoặc là mình dùng cái lightbox để mình vẽ như vậy thì nó tương đối lâu. Ở đây mình có thể check được cái khối của mình nó có đúng với hình hay không.
Rồi, có thắc mắc gì về cái model cho game hoặc là cho phim cũng như là diễn xuất cho game hoặc phim thì các bạn có thể contact đến fanpage của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.